Rồi, xin thân ái mình chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay xuống tiện bên anh Minh Hiền ở địa chỉ là ở chợ Nhân Miên, huyện Hiển Tính, Cà Mau. Bên xuống tiện Minh Hiền hôm nay mới hoàn thành xong một cái bộ Isuzu 88 nha các bạn. Máy này có độ sơn theo yêu cầu của khách hàng là anh trai ở Gạch Tàu các bạn. Gạch Tàu Ngọc Hiển, Cà Mau nha. Thì anh yêu cầu bên xuống tiện Minh Hiền là độ sơn cho cái con Isuzu 88. Độ sơn là hai màu nha các bạn, màu như con Isuzu thủy vậy ha. Đấy, màu xanh với màu đỏ. Tông màu chủ đạo là độ sơn là màu xanh giống như cái con Isuzu thủy nha các bạn. Nhưng mà mình mới có cái điểm nhấn là mình sẽ làm thêm nhấn nhá mấy cái phần màu đỏ lên cho nó đẹp thêm. Dàn cầu thì full dàn cầu inox. Này bên xưởng tiện anh Minh Hiền gia công và lắp đặt. Dàn cầu thì rất là đẹp nha các bạn. Đây, mấy cái điểm nhấn bên hông là anh Hiền anh sơn màu đỏ. Còn tông màu của nó là chủ đạo là anh em mình sơn cho nó cái màu xanh giống như cái con Isuzu thủy nha. Chọn bộ dàn cầu inox thì bên cơ sở của anh Hiền làm rất là đẹp. Làm thế à, dàn cầu của bên Minh Hiền làm rất là xịn sò luôn. Cắt te thì anh em hàng cắt te với nóc luôn các bạn. Cắt te anh em mình hàng với nóc luôn cho đẹp, cho nó bền lâu các bạn. Độ cái cắt te nóc luôn. Đấy, mình sợ bên ông thì anh Hiền sơn mấy cái phần màu đỏ nhấn nhá cho đẹp. Chân nền thì anh làm chân nền rất là dày luôn nha. Máy này rất là dày. Con này là Isuzu 88 nha các bạn. Đấy, tại khách yêu cầu mình đổ sơn cho đẹp nha. Chọn bộ dàn cầu với nóc thì mình làm dàn cầu với nóc hết, chọn bộ luôn nha. Mà cái màu sơn thì đây là cái màu khách yêu cầu mình đổ sơn. Đổ sơn cho nó giống cái con Isuzu thủy vậy các bạn. Anh em thấy à? Máy này là thạc một kin, là cái con Isuzu 88. Rất là đẹp anh em ơi. Mình đổ sơn lên những máy nhìn rất là đẹp nha. Dàn cầu với nóc bên anh Hiền làm rất là dày. Anh em thấy à? Rất là đẹp luôn, rất là nhiều chi tiết. Ở dưới chân nền thì anh Hiền anh cũng làm hai cái đầu gồng hai bên các bạn, chụp mua lý nha, hai đầu gồng hai bên. Bên hông thì anh em cũng có sơn một phần cho cái heo dầu nữa, cho nó nổi bật thêm các bạn, cho tôn dáng cho đẹp trai thêm nha. Chỗ mấy cái co dầu thì anh em cũng có xi nóc luôn các bạn, xi nóc chỗ mấy cái bát dầu luôn nha, rất là đẹp luôn anh em ơi. Cơ sở của anh Hiền thì chuyên bán những dòng Isuzu đó các bạn, máy bốn nha. Isuzu máy 4, 88, 93 hoặc là cái dòng Isuzu thủy. Với anh chuyên làm dàn cầu với nóc nha các bạn, dàn cầu với nóc. Hoặc là anh em muốn độ sơn hoặc là xi mấy cái co dầu các dầu đó các bạn. Nóc thì cơ sở của anh Hiền cũng có nhận gia công và làm cho anh em luôn nha. Đấy, chọn bộ dàn cầu với nóc. Anh em các bạn có nhu cầu mà sử dụng đầu máy Isuzu đó, 88, 93 hoặc là những dòng Isuzu thủy. Bên Hiền cũng có nhận là bán máy 4, máy 6 luôn các bạn. Máy cano đầy đủ nha. Anh em có cần thì liên hệ nha các bạn. Số điện thoại của xưởng tiện Minh Hiền thì mình để trên video nha.